Giang xin kính chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay lại kênh của mình. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn một món ăn mà từ người già đến người trẻ, từ trẻ em đến người 80 tuổi, từ người nghèo đến người giàu, từ người cực khổ đến người giàu sang đều thích ăn cái món này. Món này là một trong những món mà ngon nhất Việt Nam, chỉ đứng thứ hai sau phở, và cả được cả thế giới công nhận là món ngon của Việt Nam, đã được Tổng thống Obama ăn qua và phong là món này là rất ngon trên thế giới, chỉ có Việt Nam mà có mà thôi. Các bạn nhớ theo dõi hết video để xem mình ăn món gì nhé. Bánh mì đó. Bây giờ mình sẽ ăn 5 ổ bánh mì. Đây là 5 ổ bánh mì thịt. Mà trong khi ăn mình sẽ nói một cái chuyện này. Bánh mì á thì rất nhiều người bán trên đất nước Việt Nam mình, từ xã, huyện, tỉnh và những thành phố lớn đều bán mì. Mỗi một chỗ bán bánh mì người ta có đặc điểm riêng, có những thứ mà chỗ này có mà chỗ kia không có, cho nên người ta thường làm một cái nhãn hiệu như là bánh mì Hoàng Giang đi đó, nhãn hiệu bánh mì Hoàng Giang ngon nhất là người ta để những miếng giấy đó, người ta buộc những miếng giấy để bánh mì Hoàng Giang. Còn những chỗ người ta bán theo là bình thường đi, không có ấy, người ta chỉ bán bánh mì thôi, nhưng mà những miếng giấy ta gói thì những giấy cũ nè, giấy báo cũ hoặc là miếng giấy gì đó người ta bỏ mà ở cơ quan rồi bắt đầu chị ta lại xin về, ta cắt ra người ta làm những miếng giấy như vậy rồi. Nhưng mà những cái có những điều rất là nực cười rồi. Bây giờ không lẽ bây giờ cầm ổ mì lên dòm thấy giấy vệ sinh giấy vệ sinh thì ăn gì ăn đó, mì cầm mấy giấy vệ sinh lấy giấy vệ sinh đây bạn thấy ngược không, các bạn thấy ngược không? Tôi quay lại kia cho bạn đừng thấy ngược. Rồi các bạn thấy sau đó cầm mỗi mì lên thấy giấy vệ sinh rồi ai ăn hay là những ổ như gì nên những ổ gì như tự nhiên ổ này đi để giấy báo tử hay sao cầm bị ăn hay là nhà vệ sinh công cộng nhân dân, hay là những ổ này có những nhà vệ sinh công cộng nhân dân làm gì ăn. Tại vì những người ta bán, người ta không nghĩ, người ta chỉ là lấy giấy và tự nhiên ổ này đây để nhà vệ sinh công cộng sao ăn, bởi vì người ta bán, người ta không nghĩ, người ta nghĩ cuốn giấy chỉ là có giấy để cuốn để cầm tay, nhưng mà thật sự cái này rất là phản cảm, ăn không lẽ cầm giấy vệ sinh thì cuộn cái bánh mì ăn. Nhưng mà này tại vì mình làm cho các bạn biết thôi, chứ trong cuộc đời các bạn lấy nào ăn bánh mì cũng có gặp những trường hợp cái gì. Thôi mình ăn đây. Ngon. Nhiều lúc cũng mắc cười lắm, nhiều lúc cầm ăn bỏ bánh mì mà dòm thấy cái mấy miếng giấy mà bao bọc bỏ mì gì nào, cầm ăn cũng mắc cười lắm, sững liền, đang ăn ngon dòm thấy gì sững liền. Mì nó ngon rồi, ngon cái mọc mà bạn ăn mình đó, rất là ngon. Đây tốt ngon, tụi ta ăn nó mỏi mì ăn hết rồi. Mì chỗ này mua dai giòn ngon cực, không ở đây mua 10.000 bạc bao tại quỹ mình luôn. Rất ngon. Tại vì là mình đang ớt mình rất nhiều.
lát nào ăn nó ổn định rồi. Mà lúc mà người ta gói người ta đâu có nghĩ là để những cái giấy gì đâu, là chỉ gói thôi. Ăn bột ổn nó ngon à, hơi ổn à. Cái này đó bạn nóng dịch mà bạn ăn mình nè. Ngon. Rồi. Mày giùm. Có. Giờ mình làm cái dế quần lên bạn. Mạnh lắm đó. Đi em bình thường là đi giờ nè. Thật gặp. Thiếu ớt ở dưới cái gì ở lại thử ở lại. Bữa con mình không biết làm cái dếu gì nữa bạn. Các bạn có coi xem cái dếu mình thì nhớ làm khác bên tầng dưới. Mà nói ăn gì tới đắt gì mình sẽ làm được bạn. Mì rất ngon ở chỗ bạn. Hello.
mình ăn hơi nổi, ngon thiệt. Hôm nay là bánh mì này rất là giòn, rất ngon, rất là nhiều thịt. Nhưng mà mình ăn hơi nổi, hai ổ no rồi. Mình mập vậy chứ mình ăn hai ổ. Thôi em thử thách của mình coi như là thất bại, xin lỗi bạn. Tại đây video mình kể về những ổ bánh mì bán được cả thế giới công nhận là ngon nhất Việt Nam, chỉ sau phở. Điều lắc cả các thành thị nông thôn đường ấp xã đều có bánh mì, người nước ngoài rất là thích. Cả tổng thống Obama mà qua thăm Việt Nam mình vẫn ngồi ăn bánh mì và còn khen lãnh đạo. Thôi video mình đến đây xin kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video mình. Các bạn nhớ đăng ký kênh và ủng hộ mình nha. Bye bye, chào tạm biệt.